Hiện nay, tình trạng khai thác đất sỏi phún ở các khu đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Mặc dù đã có những quy định cụ thể trong việc quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, nhưng vẫn có nhiều người dân doanh nghiệp xé rào khai thác chui, không có giấy phép. Xã Phước Minh, huyện Bù Sa Mập là một trong những địa bàn trọng điểm về vấn nạn này. Tại hiện trường, một trong nhiều nơi đang khai thác đất trái phép, chúng tôi ghi nhận được là mảnh đất nằm ở thôn Bình Tiến, có diện tích khoảng 2 hectare. Tầng đất phủ đã bị bóc để khai thác sỏi phún. Hậu quả gây ra không chỉ làm thay đổi hiện trạng đất mà còn tạo ra những vực sâu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại, nhất là với trẻ em. Trình báo lên xã rồi hết rồi, múc đây là mấy 4 tháng, 5 tháng rồi, bây giờ là đất em múc có chỗ thì lắng qua đất em, có chỗ thì là nó sát ranh quá, giờ đất em nó sạt lở xuống hết, với nó xói mòn hết, nó múc cao quá nguy hiểm, thì con cái em, con nít đây là toàn con nít không đi, nó té xuống. Tôi nói là đất nông nghiệp múc không được, nhưng con cháu tôi đi cùng ra ngoại bị té nữa. Bây giờ mấy ông làm sao cho tôi khỏi có vô đất của tôi quá. Tìm hiểu thực tế tại các khu vực khai thác đất, chúng tôi thấy nhiều điểm đối tượng múc đất cách ranh đất chỉ khoảng 1 mét. Thậm chí có chỗ đã múc qua khỏi ranh đất. Với hiện trạng này, hậu quả là sạt lở đất của các hộ dân xung quanh là điều khó tránh khỏi. Thêm vào đó là tranh chấp đất sẽ phát sinh, kéo theo sự vào cuộc giải quyết của các cơ quan nhà nước. Lúc cách đây chắc được cỡ 3-4 tháng nay thôi, cỡ là xong rồi. Đâu cũng lâu rồi chứ, cả năm rồi đó. Cỡ năm nay là múc cái này cả năm nay rồi nè. Kiến nghị là giờ nhờ cơ quan cấp trên cao xuống giải quyết giùm em sao để phòng ngừa sạt lở cho em. Hiện việc khai thác trái phép khó phát hiện, phần lớn là do khu vực khai thác nằm ở địa bàn dân cư thưa thớt, nằm xen lẫn đất rừng, đất cao su. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, tình trạng này diễn biến phức tạp, còn do việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Về cái trường hợp sáng nay đồng chí phản ánh thì chúng tôi sẽ ghi nhận ý kiến này, và chúng tôi đã được nghe cán bộ chuyên môn báo cáo và đã có hướng xử lý. Đang trong xử lý thì các đồng chí về làm việc, cho nên là chúng tôi sẽ ghi nhận và tiếp tục xử lý và sẽ cung cấp hồ sơ về cho báo chí theo quy định. Nhu cầu xây dựng gia tăng kéo theo hiện tượng khai thác trái phép đất sỏi phún gia tăng. Nếu không được quản lý chặt, tình trạng không chỉ gây thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn dẫn đến những hệ lụy khác. Bởi xe chở đất hầu hết là xe có tải trọng lớn, lại di chuyển thường xuyên trên những con đường dân sinh nhỏ hẹp, gây ô nhiễm môi trường, làm các tuyến đường nông thôn nhanh hư hỏng, xuống cấp, tai nạn giao thông luôn rình rập, trực chờ với bất cứ ai lưu thông trên đường. Phải tăng cường công tác quản lý giám sát, rồi từ cái kênh thôn ấp, thứ hai đó là tuyên truyền cho bà con biết là cái việc này là việc sai trái quy định pháp luật, để người ta biết, để dân bà con nhân dân biết là không có thực hiện khai thác khoáng sản trái phép. Khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép diễn ra trong một thời gian dài không xử lý sẽ dẫn đến tình trạng nhân luật, coi thường phép nước. Để bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, phục vụ hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, người dân mong muốn cấp có thẩm quyền và cơ quan chuyên môn quản lý chặt chẽ hơn nữa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.